năm nhân vật ảnh hưởng tới vận mệnh của nước Mỹ và thế giới Tài liệu dành cho những người học tướng Pháp Ngô Hùng Diễn với Physiognomy Institute Tài liệu này đã được đăng trên trang mạng tướng Pháp.com ngày mùng 2 tháng 5 2018 Cuộc điều tra Russian Collusion đã làm cho chương trình cải cách về kinh tế, chính trị, quân sự, xã hội và ngoại giao của Tổng thống Donald Trump không thực hiện được như ý muốn Người bắn phát súng đầu tiên là ông James Comey. Ông này đã để lại một vấn nạn cho nước Mỹ, gây ảnh hưởng tai hại đến tương lai của toàn thế giới. Năm người có tên dưới đây đã nắm trách nhiệm giải quyết vụ này. Đến nay đã được hơn một năm rưỡi, mà nội vụ bao giờ kết thúc và kết quả của nó sẽ ra sao, không ai tiên đoán được. Căn cứ vào tướng mệnh của năm người này thì giáo sư Trần Quang Quyến đã dùng tướng pháp Ngô Hùng Diễn để nhìn vào vấn đề theo một khía cạnh khác. Thứ nhất là ông Jeff Saxon, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ông Jeff Saxon là một người có tướng tròn, lùng và lé. Mặt từ ngang mũi xuống tới cầm thì có sắc nâu và bị vò nát nhất là vùng chung quanh hàm. Vân trán không cưng xứng, đứt đoạn, toàn mặt xám xanh như khói, vùng quyền khuyết hãm và có một vài hình bầu dục. Thân mắt yếu, từng những nét tướng nói trên gộp lại thành từng bộ. Mỗi bộ gồm một hoặc nhiều tướng nét này, ta có thể nhận định về vai trò của ông trong vụ điều tra này như sau. Người có tướng tròn, lùng và lé là người rất thông minh, đánh hơi rất giỏi khi gặp khó khăn. Hoàn cảnh khó mấy, người này cũng tìm cách thoát thân được. Các nét tướng của phần mặt từ ngang mũi xuống tới cằm cho thấy một hậu vận khó khăn và lòng nặng trĩu với nhiều nỗi khổ tâm dằn vặt. Vùng tráng với các đặc điểm của vân tráng và màu sắc báo hiệu đường công danh đang gặp khó khăn. Vùng quyền khuyết hãm với các hình bầu dục ám hãm, báo hiệu hiện tại người này đang có nhiều bất đồng với các cộng sự. Những phân tích ở trên cho ta thấy cách hành xử của ông từ lúc bắt đầu vào vụ Russian Collusion và sẽ tiếp tục lặp lại trong tương lai. Không trông mong vào ông có những đóng góp vô tư và công bằng cho cuộc điều tra này. Thứ hai là ông Rod Rosenstein, thứ trưởng bộ tư pháp ông rosenstein tướng trên nặng dưới nhẹ mắt lộ miệng thổi lửa tay dựng lông mày đứt đoạn ông này khi hoảng hốt thì thường ra đòn trí tử bất ngờ nhưng kết quả sẽ không như dự tính ông sẽ còn rất nhiều đòn bất lợi cho phe của ông trump thứ ba là ông robert miller công tố viên đặc biệt ông miller có một số nét tướng thuộc loại quý và một số thuộc loại phá tướng. Nên lưu ý một nét tướng xấu có thể phá 10 nét tướng tốt. Nét tướng quý, những vân tráng tương xứng, đều đặn, rõ ràng, tươi nhuận, cung công danh sáng sủa, tóc mão, mắt thiên uy, chân mày, lông mày, ngọa tầm cân đối, tươi tốt, sáng sủa, có hình đẹp đẽ và có uy nghi. Hàm vuông, góc hàm đầy đặn, nở nang, môi cắn chỉ, cầm hướng thiên ấn đường quan đảng, đầy đặn, mũi tròn trịa, có lọc và màu sắc ẩn hồng, má có sóng bồng bền và thủy vân đẹp chạy theo đuôi mắt. Nét tướng phá là tai không thành quách, không có giái tai, tai dựng, tóc cướp, da âm chất. Người có nét tướng như trên thường được giao những trách nhiệm quan trọng và bí mật. Những nét tướng phúc hậu và những nét tướng trách nhiệm của ông tương xứng với nhau nên ông rất cẩn thận trong công việc. Khi làm quyết định thì ông rất cương quyết. Phe đối nghịch muốn tranh luận với ông thì phải có biệt tài thuyết phục. Đừng bao giờ nói dối với người này, vì sẽ không qua được cặp mắt thiên uy của ông. Tướng nhiều âm chất nên làm quyết định, ông rất tin vào những phụ tá của mình. Nhưng vì má ông lồi lỗn, màu sắc sáng tối lẫn lộn, hàm nặng có màu nâu đậm, cộng với tai phá là tướng có thuộc hạ phản, chẳng hạn như bắp méo sự thật đặt ông vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Những phân tích ở trên cho ta thấy được những bế tắc của vụ điều tra Russian Collusion. Vì cá tính của ông Miller cũng như ảnh hưởng quá nặng nề từ thuộc cấp. Thứ tư, Donald Trump, tổng thống thứ 45 của Mỹ. Ông Donald Trump có thần tướng và hình tướng pha trộn của tướng rồng, tướng sư tử và chó sói. Người hình vuông, thần vuông, gồm tráng vuông, mặt vuông, mình vuông, tráng phẳng như màn ảnh, mắt, chân mày và ngoạ tầm, tạo thành một hình đầy đặn về hình và uy nghi về thế. Thân toàn diện sung mãn và vững vàng, quyền và mệnh đóng thành một khối đầy đặn, vững chãi, chắc nịch, mũi khỏe, môi cắn chỉ, cầm hướng thiên, sáng sủa, quan nhuận, tai thành vành vững vàng, cuối tai bật lên mọng như túi mật, tóc tơ, mỏng và nhẹ. Người có tướng này thuộc loại anh hùng cứu quốc. Người có hình tướng, thần tướng vuông là người quang minh chính đại. Trong đời sẽ có dịp làm chuyện đại sự cho đất nước. Nhưng nếu làm những chuyện xấu xa, nhỏ nhặt thì sẽ gánh hết kết quả thảm bại. Người này thần sắc vững, mắt, lông mày, ngọa tầm có thế. Nên tiểu nhân không dám đến gần, không dám đối mặt. Môi cắn chỉ, quyền và má cứng rắn thì quyết chí làm là làm, dù biết nguy hiểm vẫn làm. Người này luôn thẳng thắn đối mặt với kẻ đối nghịch. Khi về già, con cái được hưởng gia tài tinh thần vô giá của ông để lại. Vì ông có giái tai bật, tráng phẳng, tóc nhẹ, thân mắt vững, cầm hướng thiên. Tướng của ông Trâm và tướng ông Miller thuộc vào bộ tướng đối nghịch với nhau, phản ảnh thực tế. Một bên bảo vệ quyền hành của mình, một bên quyết chí mò kim đáy biển để thỏa mãn nhu cầu phe nhóm và cá tính của mình ngoài nét tướng chung mặt vuông của hai người các nét tướng khác hầu như đều đối chọi nhau đúng theo tướng luật về tri kỷ và tử thù những nét tướng đối nghịch là ông trump khi đi ngực vướng ra phía trước trong khi đó thì ông miller là người khòm xuống mắt của ông trump thì dài còn mắt của ông miller thì ngắn má và quyền của ông trump đầy vuông vắng vững chắc ngược lại thì quyền và má của ông miller mỏng hơn bồng bềnh và góc hàm vuông rõ rệt từ những nét tướng đối nghịch của hai ông cộng thêm sự khác biệt về thần khí ông trump thì nhiều chất dương còn ông miller nhiều chất âm cho thấy ông trump nhìn vấn đề theo hướng vĩ mô còn ông miller nhìn vấn đề theo hướng vi mô do đó ông miller sẽ là thế thượng phong nếu thời gian điều tra không được xác định rõ ngược lại sẽ ở thế bất lợi nếu bên ông Trump có người đầu óc chiến lược hiểu biết rõ ràng về những ngóc ngách của cuộc điều tra Russian Collusion, đồng thời có biệt tài về tranh luận để đương đầu công khai với lối điều tra của ông Mueller. Từ những quan sát về diễn tiến của cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, chúng ta nhận thấy rằng trong số những cộng sự thân tính sát cánh bên ông Trump, Rudy Giuliani là sự lựa chọn tốt nhất để giúp ông Trump giải quyết Rustin Colossian. Thứ năm, Rudy Giuliani, cựu công tố viên liên bang, cựu thị trưởng New York. Mặt vuông, đầu gáo dừa, tráng nở nang, da tráng mỏng, mắt dài, nhỏ, linh động, ấn sâu vào chân mày, chung quanh mắt đầy âm chất, hàm dài và đầy đặn, miệng cánh cung, cầm hướng thiên, tai treo, người có tướng như trên rất thông minh và may mắn, có biệt tài thuyết phục, Người này trung thành, thẳng thắn và đạo đức. Nói chuyện với người ngay cũng được, người gian cũng được. Tính tình tế nhị của một nghệ sĩ. Vào chuyện không sợ thành bại. Người có thể bao sân cả khía cạnh vĩ mô cũng như vi mô của một câu chuyện. Do đó, người có tướng như ông rất cần để đóng vai trò đại diện cho nhóm của ông Trump trong việc giải quyết vụ Ruston Collusion với ông Miller tướng của ông Giuliani khắc tướng với ông Miller. Kết luận, sự kéo dài cuộc điều tra Rustin Collusion hao tổn rất nhiều tiền thuế của dân chúng, gây chia rẽ giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ nhiều hơn, gây rất nhiều khó khăn cho các chương trình hoạt động ích lợi cho nước Mỹ và thế giới của ông Trump. Những người liên quan tới những vụ này nên lấy tâm thiện để tìm giải pháp kết thúc vụ điều tra Rustin Collusion càng sớm càng tốt.